Hello, xin chào tất cả các bạn yêu quý. Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trọng 88 Ofika nhá. Thì hôm nay lại là ngày mới rồi, lại tiếp tục mang đến cho các bạn những trận đấu hạng của Liên Quân Mobile, những video game giải trí mà cực kỳ cuốn hút và kịch tính các bạn nhá. Thì bây giờ không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, bây giờ sẵn sàng thôi anh em ơi, cùng leo danh kiếm sao nào. Thế vậy là tìm thấy đội thành công các bạn nhá. Bây giờ chỉ chờ mọi người sẵn sàng nữa thôi là mình sẽ chín ngay anh em ạ. Rồi, vậy là đã vào trong trận đấu rồi. Vào trong trận đấu rồi thì mình sẽ chơi vị tướng nào được anh em nhỉ? Chơi vị tướng nào được đây anh em? Mình đang ăn rừng mà ngày hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng Van Heo đi. Van Heo anh em nhá. Đây mình cũng đang rất ít tướng rồi, mình chưa mua nhá. Mình đang chơi để tích vàng để mình mua những vị tướng ở trong shop đồ. Đây là team mình có Van Heo, Linji, Alice, Laurier và Lữ Bố anh em ạ. Đội hình rất là đẹp đấy. Bây giờ chờ xem đội hình của team bạn như thế nào nào. Hy vọng là đội hình team mình sẽ chơi hay. Không fit mạng, ôm lan tốt. Team bạn có Violet, Kahi, Alice, Keyword và Zephy. Được đấy, đội hình của tem bạn cũng đẹp đấy chứ đùa đâu. Trận đấu này mình sẽ đối đầu với Violet tem bạn. Vâng, tem bạn cùng Alice và tem mình cùng có Alice nhá. Hai Alice đối đầu với nhau. Chào mừng đến với mình. Lữ Bố sẽ đối đầu với Keyword tem bạn. Chiến nào. Đầu tiên mình sẽ cộng chiêu 1. Các bạn có thể cộng chiêu 1 hoặc là chiêu 2 đều được. Con heo này là chiêu 2, nó là chiêu choáng đấy các bạn nhá. Thế nào anh em ơi. Quá cái thằng Alice này. Cái thằng Alice này. Mày lộn à, mày lộn đi đâu? Tốc biến ăn mạng mày ngay chứ đùa, tốc biến ăn mạng ngay chứ, hai mạng anh em nhá. Gặp tem yếu rồi. Trận đấu này lại nhàn anh em ạ, lại win nhàn rồi. Được của nó đấy. Đấy, Violet tem mạng này. Violet tem mạng. Violet đi đây bạn này. Ôi, cái thằng Violet gần chết cơ. Được thế nhờ, không đủ đam ăn Violet ở đấy. Ăn được Alice thôi anh em. Ăn được Alice thôi. Violet chắc chạy về nhà rồi. Con bùa xanh các bạn chưa ai ăn này, chưa ăn này, cướp luôn anh em, bỏ luôn vào giỏ đồ tem mình ở của mình luôn. Con bùa luôn, tem mình ăn được 4 mạng rồi, còn mạng là 2 mạng nhá. À, Jeffy, à, gặp ngay cái thằng Violet đây này anh em, gặp ngay cái thằng Violet đây. Jeffy chạy được thì Violet phải chết nha. Jeffy nó chạy mất rồi, kiếm thuê rồi, xí xí máu quẹt phát là chết luôn anh em. Mọi người mà muốn yêu cầu mình chơi vị tướng nào thì các bạn cứ comment ở dưới nha, mình sẽ làm riêng một video vị tướng đấy cho các bạn xem. Thằng Violet này. Violet, à, thằng Alice này mình ném choáng nhầm mà. Quá mạnh anh em ạ. Mạnh dữ thần rồi. Le 5 thì cũng ăn là 5 mạng luôn anh em nhá. Năm thì cũng ăn được 5 mạng luôn này. Ok luôn. À, lại gặp cặp ADSB em ạ. Được rồi, 9 anh em. Rồi lại có mạng anh em ạ. 2 mạng luôn này. Đánh vậy ai chịu được.
giờ cứ bùa xanh anh em này. Cứt bùa xanh nha. Ok, vậy là mình đã cướp bùa xanh xong. Cứ ăn bùa xanh với ăn mạng như thế này, tem bạn chịu sao nổi được. À, lại thấy giáp phi rồi anh em ạ. Lại thấy giáp phi rồi, giáp phi mình vừa thấy loáng thoáng ở đây. Vừa thấy loáng thoáng ở đây, cho bạn hút máu đấy, cho bạn hút máu đấy. Bây giờ tầm giờ này, bạn hút sao kịp được cái độ bắn của mình nữa. Giờ bạn hút máu không kịp được độ sát thương của Van Hell bắn anh ạ. Hút 1 Van Hell bắn 10 thì làm sao mà sống nổi được. Đây, ADSB ra mạng nào. Ui, sành quá anh em ơi. 9-0 rồi, 9-0-2 nữa. Mới có phút thứ 4 rồi anh em ạ. Mới có phút thứ 4 rồi nha. Mới có phút thứ 4 thôi mà đã ăn rất là nhiều mạng kem mạng rồi. Cái thằng cây này. Cái thằng cây này. Láo à mày. Cần luôn, cần 3 luôn anh em. Cần 3 luôn anh em ạ. Đấy. Cần luôn anh em ạ. Ủa, máy mình làm sao đây? Máy mình làm sao mà cứ sọt anh ạ. Rồi, ăn rồng anh em nhá. Thôi, quả này bím về cái này. Hết máu rồi. Bím về rồi. Không như tem bạn gỡ mạng nhá. Nhàn quá rồi anh em ơi. Vậy là tem mình đã lấy được một chưa lấy được trụ nào anh em. Alice lấy được một trụ bên đường rồng rồi này. Alice vừa quánh trụ anh em. Alice gần chết đến mà vẫn chạy được rồi đấy. Quá trời Alice các bạn nhìn này. Alice tem mình đúng còn một chấm máu anh em nhé. Xì máu rồi. Thế mà bắn chạy được, giỏi đấy. Rồi, Alice. Ở đây, thằng ADSB các bạn này. Choáng đầu phết đấy. Quả này là tem mạng mà đam mà to rồi, quả đấy mình hoảng luôn đấy chứ đùa đâu. Bùa xanh cho bạn ăn rồi bà. Đào thế. Mình đang hơi bị lằng lác hay sao anh ạ? Nó đang hơi bị lác. Hơi bị lác xíu. Rồi đứng đây chờ xem bùa xanh tem mạng ra thôi. Quá nhàn rồi anh em ạ. Alice này, Alice. Trời ơi. Đứng đây lại gặp cặp gà con. Đúng rồi, đầu đấy, đầu đấy. Đầu đấy dù ở đâu. Gặp ngay cặp gà con này cho gà con nào gà nó cháo luôn. Akahi đây mà. Akahi đứng đấy một ulti. Đứng đấy một ulti. Đứng đấy một ulti. Ulti được lắm cái đùa đâu. Thôi quả này mình phải đi về cái nha. Lại đi về cái anh ạ. Hết máu. Gần hết máu, nửa cây máu lại đi về. À, tem mạng đấy là một trụ rồi đấy, giáp phi. Cứ quất nào. Chạy đâu được. Mạnh dữ thần rồi anh em. Rồi mình lấy được 3 trụ rồi, 4 trụ rồi. 4 trụ bên đường, cả 3 đường lính siêu cấp anh em. Đây đây, một lâu đi cực kỳ mạnh, cực kỳ khó chịu rồi.
tem mình này. Nắp bụi này, à, đây bạn cũng lấy được trụ này. Rồi đấy. Rồi tem bạn đánh với lâu rồi tem mình xem nào. Xem cái lâu rồi tem mình có ăn được Alice và Violet đâu. Quá wow, rồi đang lùa anh em ạ, lâu rồi tem mình đang lùa rồi. Farm hết rừng anh em nhá. Farm cực kỳ nhiều rừng luôn. Đây cứ bùa thành. Ôi Violet các bạn ạ, mình bắn thường nhá. Đây là bắn thường đấy anh em ạ. Nào xem còn ai không nào. À cái phi đang lấy trụ này anh em. Chiếc phi đang để trụ này, hồi ăn con rồng đi. Ăn rồng anh em nhá. Đấy, ăn rồng thì các bạn nên đứng khi mà nó có cái vòng tròn đấy các bạn. Đấy, thì các bạn đứng ra khỏi cái vòng tròn đấy thì các bạn sẽ không bị cuột, không bị mất máu anh em. Và cũng không thể không bị hất tung lên thì không ngừng được cái công đoạn mình bắn đấy. Thì các bạn sẽ ăn con rồng đấy nhanh hơn nhé. Ăn con rồng đấy nhanh hơn. Giờ mình sẽ ăn cây sơ này. Rồi nha. À, con cây sơ này khỏe phết nha, khỏe nha. Khỏe phết anh em. Khỏe quá nha, khỏe quá nha. Con cây sơ này khỏe quá. Hết máu mình lại bím về anh em ạ. Không có dội gì mà mình không bím về cả. Có việc gì đâu mà không bím về. Bím về cái hồi máu đầy lại lên 9 tiếp. Wow, tem bạn không về tới nhà. Lưu bố cái Alice tem mình về đánh đến tận nhà rồi kìa. Về mà đỡ nhà, chứ còn ở đây lại chết giờ. À, tem bạn ALL. Ui, đồ đào phết đấy chứ đùa đâu. Hả, cái sơ luôn rồi đây. Đây anh em. Ôi ôi tem bạn kìa. Ôi ôi anh em ạ, à, muốn chạy cũng khó anh em nha. Ôi lừa bố và Alice đây mình đang đánh nhà chính rồi. Win win win. Win rồi anh em ạ. À. Trận đấu kết thúc nha. Còn chưa kịp thả, chưa cần thả cây sơ anh em nha. Ăn được cây sơ rồi mà chưa cần thả cây sơ mà đã win rồi đấy. Nếu mà thả cây sơ nó còn win sớm hơn. Đấu quá nhẹ nhàng. Một trăm sáu mươi sáu vàng anh em. Trận đấu này hôm nay lại kết thúc rồi đấy. Xem nào, mình chắc là mình được siêu thần MVP rồi. Đấy, lên hạng lên sao anh? Có lên sao không lên sao nữa? Chưa đủ tinh túy. Đồng 22 sao. 4 lần thần thánh nha, chú thần em MVP lại nha. Đó, vậy là video ngày hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Bye bye.